Rất vui mừng khi được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Quốc phòng địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí cùng về với Trung đoàn 141, Trung đoàn Ba Vì Anh Hùng, đơn vị có bề dày truyền thống trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành trong suốt 70 năm qua. Vâng, nói về thành tích chiến đấu của Trung đoàn 141 trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thì có rất nhiều, nhưng có lẽ tiêu biểu hơn cả mà chúng tôi muốn đề cập trong phần đầu của chương trình hôm nay, đó là Trung đoàn 141 là đơn vị đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện đánh công kiên, đó là đánh vào vị trí phòng ngự của địch có công sự kiên cố, có hỏa lực mạnh và quân tinh nhuệ. Chiến thắng Phủ Thông đã mang lại niềm tin, kinh nghiệm lớn cho bộ đội ta trong kháng chiến. Sau trận đánh công kiên đồn Phủ Thông ấy, tiểu đoàn 11 vinh dự được Bộ Tổng Tư lệnh tặng danh hiệu Tiểu đoàn Phủ Thông. Đây là niềm tự hào to lớn đối với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn, và đó chính là nền tảng đầu tiên để tiến tới sự ra đời của Trung đoàn 141 vào ngày 11 tháng 12 năm 1950. Tiếp đó, Trung đoàn tham gia nhiều chiến dịch, chiến đấu ngoan cường trên các chiến trường Trung Du, Đông Bắc, Tây Bắc, Hòa Bình, lập nhiều chiến công xuất sắc, được tặng danh hiệu Trung đoàn Ba Vì năm 1952. Đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1988, Trung đoàn 141 chú trọng huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu, đồng thời cử nhiều cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các đơn vị bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và cùng các đơn vị bạn trực tiếp chiến đấu bảo vệ vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Với nhiều chiến công xuất sắc, năm 2000, Trung đoàn 141 được nhà nước tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa.
cho bắt trên đi. Lên luôn em ơi. Đúng rồi. Thank you.
xin thông báo chương trình lễ của đại đoàn 32 như sau. Đề nghị đồng chí trưởng đoàn nên chỗ kỳ đài này nhận cái tên của đơn vị mình. Qua sau này là các liệt sĩ người ta thấy không tên không chỉ là càng có ý kiến đấy. Đề nghị đồng chí nên nhận trưởng không nói chuyện. Chỉnh đốn trong phòng ghế. Chỉnh đốn trong phòng xong. Chuẩn bị cho cơ. Các đồng chí giơ tay chào hết nha. Cho cơ chào. Trân trọng kính mời được hai đồng chí tổ nghi lễ vào. Các đồng chí cầm vòng hoa một tay đỡ sau và một tay đỡ vào và cầm hoa đi. Số hoa xong, hai đồng chí là sau quay. Sau đây lễ dâng hoa bắt đầu. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí dâng hoa lên kỳ đài liệt sĩ. Quân đoàn 1 nay là quân đoàn 12 và các đơn vị tăng cường mặt trận vị xuyên Hà Tuyên đọc lời tưởng niệm. Kính thưa anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ đang an giấc ngàn thu tại nghĩa trang quốc gia huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi mảnh đất anh hùng địa đầu của Tổ quốc thân yêu. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thay mặt cho lãnh đạo chính quyền và các cơ quan đoàn thể, các chị Hội Liên hiệp Phụ nữ Vị Xuyên, các thầy cô giáo trường bán trú Minh Tân, bà con các dân tộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, kính thưa quý thầy tăng ni Phật tử, kính thưa đồng chí đại tá Đào Trọng Lạc, người chỉ huy trận đánh trong chiến dịch MB84 của trung đoàn 141 và các đơn vị tăng cường trong sư đoàn 312. Các đơn vị tham gia chiến dịch MB84, kính thưa đồng chí Nguyễn Thái Học, trưởng ban liên lạc mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, sư đoàn 312, kính thưa các đồng chí trưởng các đơn vị, các đoàn và cựu chiến binh toàn quốc của sư đoàn 312 và các thân nhân liệt sĩ, câu lạc bộ sống để yêu thương của thành phố Hà Nội, chi hội đông y truyền thông và đào tạo thành phố Hà Nội, công ty Thái Dương Thanh Hóa và các đài nhà báo đưa tin như TVC, Trung tâm Truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 và 40 năm đơn vị tham gia chiến đấu trong chiến dịch MB84 bảo vệ Tổ quốc tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên, nay là tỉnh Hà Giang. Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2024, tức ngày 6 tháng 6 năm Giáp Thìn, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, đoàn cựu chiến binh sư đoàn 312 mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên và các đơn vị tăng cường, công ty, câu lạc bộ, hội đông y,
thân nhân các gia đình liệt sĩ, thành đoàn công tác trở lại thăm chiến trường xưa tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Do đồng chí Viết Thẹo, trưởng ban liên lạc sư đoàn 312 mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên làm trưởng đoàn, xin được làm lễ dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đang an giấc ngàn thu tại nghĩa trang quốc gia huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thắp nén hương thơm xin được bày tỏ lòng thành kính đến các anh hùng, những người đồng chí đồng đội cùng chung chiến hào chống kẻ thù xâm lược tổ quốc ta và trong chiến dịch MB84 QT87. Sư đoàn được quân khu giao nhiệm vụ chiến đấu lấy lại cao điểm 1030 Si Cả Ná. Toàn một tập trung trên hướng chủ yếu lấy lại cao điểm 1030 mà chúng đã lấn chiếm của ta. Tiểu đoàn 4 trung đoàn 165 hướng thứ yếu Si Cả Ná. Tiểu đoàn 2 lực lượng dự bị, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, pháo địch bắn suốt ngày, bộ đội ta không đào được công sự, lợi dụng khe đá nên đã hy sinh nhiều. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đang chỉ huy bộ đội chiến đấu đã hy sinh và nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh với khẩu hiệu con người con trận địa, con người trận địa còn, một tấc không đi một ni không rời. Toàn mặt trận đã có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch MB84 ngày 12 tháng 7 năm 1984. Trong chiến dịch QT87, sư đoàn làm nhiệm vụ phòng ngự trên hướng tấn công chủ yếu của quân khu 2 từ 468 đá đất đồi đài bốn hầm cũ ích cửa thử nà cấy núi đồi Vị Xuyên từ xanh ngút ngàn trở thành màu trắng xóa. Các nhà văn nhà thơ trong và người ngoài nước gọi chiến trường Vị Xuyên là lò vôi của thế kỷ, có rất nhiều những câu chuyện của người lính nay đã trở thành huyền thoại và đã đi vào sử sách chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá thành bất tử, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hóa đá trong lòng đất mẹ Hà Giang. 40 năm qua, phần mộ các anh đã được các cấp chính quyền, bà con nhân dân dân tộc tỉnh Hà Giang chăm lo hương khói, và nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt đã hóa mình vào sông núi Hà Giang. Sự hy sinh của các anh đã và đang làm cho khát vọng đổi mới cuộc sống của bao thế hệ thanh niên, của người dân ngày ngày cần ấm no hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng. Máu các anh hùng đã tô thắm lá cờ tổ quốc, làm xanh thêm mảnh đất nơi các anh nằm, nơi biên cương địa đầu của tổ quốc tỉnh Hà Giang. Hôm nay trong đoàn công tác, anh em chúng tôi đã chuẩn bị những thứ mà cách đây 40 năm anh em chúng tôi đã ngồi trong khe đá nghe tí tách mưa rơi, đếm hàng loạt địch pháo bắn sang đất ta, thêm từng ngụm nước chè, thèm từng nụ cười, từng khói thuốc lào, nhớ những mùi rượu, trái cây hay bộ quần áo sạch. Kính thưa các anh, kính mong các anh nhận lấy từ tấm lòng của anh em chúng tôi. Khương Ninh các anh sẽ sống mãi với non sông đất nước trong tâm tư ký ức của bao thế hệ Việt Nam. Trước anh linh hương hồn các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình, xin được dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm được bắt đầu. Thôi, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đào Trọng Hạc, đồng chí Nguyễn Thái Học và các đồng chí trưởng các đoàn lên dân hương. Xin mời các đồng chí. Cái biển này thì các đồng chí cứ giữ nhá, giữ cho các đồng chí còn làm lễ nhiều nữa, cho nên các đồng chí giữ hộ ạ. Các đồng chí trưởng đoàn các đồng chí lên dân hương. Những người lính trở về tản mạn khắp nơi giữa dòng trôi cuộc đời, rồi những hạt phù sa cũng lắng lại. Một số anh em liên lạc được với nhau, trở lại chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội. Đến từ Yên Bái, Hà Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nội, họ tập hợp được hơn chục người, hình thành một nhóm tiên phong với một quyết định quan trọng, một quyết định có thể thỏa nguyện cả cho người hy sinh và người còn sống. Thầm lặng trong bụi mờ của thời gian, những anh em chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ vẫn đang bám vị trí chiến đấu lúc hy sinh, đã bao năm chịu nắng, mưa, sương, gió. Chiến trận ngưng rồi,
Đồng đội có biết không? Nhóm tiên phong chia sẻ tâm nguyện, tiến hành vận động. Cũng có nhiều người không tham gia được vì thiếu thông tin. Ai biết thì cùng đóng góp, xúc tiến, lập một đài hương để những người đồng đội còn nằm lại nơi khe đá, thung sâu, bờ suối, dốc núi, có mái ấm sum vầy. Đài hương hoàn thành vào cuối năm 2013, đầu năm 2014, đặt tại cao điểm 468. Từ đây, những đồng đội của các đơn vị từng tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên, những đứa con của các miền quê đã chọn biên cương là quê nhà, và những người còn sống đã có thể được quây quần ngay giữa lòng chiến địa xưa. Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ dư đoàn, Hà Giang đã ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đại hương 468 ta hội quân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau như nguyện ước chiến hào, được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô Hà thiên bình, quân dân đồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che trốn hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hòa, biên cương hình bóng quê nhà. Nhìn kia đồng đội tôi, 1509 máu thắm quân kỳ, 772685 anh em đang về. Kia 1100233 cố ích vốn hầm, bờ suối dốc núi anh em về dần. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau như nguyện ước chiến hào, hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô Hà thiên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che trốn hồn nhiên nụ cười, bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hòa, biên cương hình bóng quê nhà. Trong nhiều người thương của mình, trong nhiều người đoàn ba người, không ngờ sinh thành con mới. Nhìn kia đồng đội tôi, 1509 máu thắm quân kỳ, 772685 anh em đang về. Kia 1100233 cố ích bốn hầm, bờ suối dốc núi anh em về dần. Hãy về đồng đội ơi, còn làm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau
chiến hào, một đường hòa cùng mấy trẻ thơ bên sông đỏ. Ấm che chốn hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hòa, miền cương hình bóng quê nhà, biên cương hình bóng. Kính mời đồng chí Ngô Văn Lý tiến lên phía trước đứng chính giữa đội hình. Lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên của đoàn đại biểu cựu chiến binh trung đoàn 141 sư đoàn 312 quân đoàn 12 Hà Nội xin phép được bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Lý đại diện cho đoàn đại biểu lên dâng hương kính lễ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kính thưa anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 6 năm Giáp Thìn, trong không khí trang nghiêm xúc động với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu cựu chiến binh trung đoàn 141 sư đoàn 312 quân đoàn 12 Hà Nội do đồng chí Ngô Văn Lý làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn tới đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên nghiêm trang trọng thể thành kính dâng hương để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa quý vị đại biểu, trong giờ phút linh thiêng này, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ dưới áng hương trầm thơm tỏa, xin gọi tên anh, hỡi các anh hùng liệt sĩ, các anh còn đang ở quanh đây trên các điểm cao hay các anh còn nằm trong hang đá dưới thung sâu trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng, xin hãy hội tụ về đây ngôi nhà chung đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Đoàn đại biểu xin được thắp thêm một nén tâm hương để bày tỏ lòng tôn kính trước sự hy sinh cao cả của các anh và thành tâm nguyện cầu cho hương linh các liệt sĩ được siêu sinh, tịnh độ, yên giấc ngàn thu, viên mãn có vinh hằng, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, cho các đại biểu cùng gia đình luôn được an lành, hạnh phúc. Đoàn đại biểu xin nguyện chung sức, đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Trân trọng đề nghị các đồng chí trong đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu.
tôi. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời các quý vị đại biểu trong đoàn lên dâng hương. Dâng xong mời các đại biểu ta di chuyển vào trong đền để kính lễ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên. Chúng ta sẽ chọc cờ với 4 lý do giới thiệu đại biểu và đồng chí Học sẽ đọc báo cáo về hoạt động của cựu chiến binh chúng ta trong năm vừa qua. Thế và cuối cùng là trao quà cho những gia đình anh thân nhân gia đình liệt sĩ và chúng ta kết thúc là giao lưu văn hóa văn nghệ và ăn liên hoan với nhau. Thì bây giờ là các đại biểu đã đến đông đủ rồi, tôi đề nghị chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Có hát quốc ca và có một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Thế thì chúng ta chào cờ vậy chi lắm. Tất cả chú ý chuẩn bị cho cờ. Yeah, chào cờ, chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu. Chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã sáng lập ra Đảng ta và đưa đất nước ta giành độc lập, tự do như ngày hôm nay, người dân được ấm no hạnh phúc. Chúng ta tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, đã cầm quân đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ. Chúng ta tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu trên khắp mặt trận của sư đoàn, trong Nam ngoài Bắc và đi làm nhiệm vụ quốc tế. Đặc biệt chúng ta tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những đồng đội ta đã hy sinh trên mặt trận vì xuyên Hà Tuyên trong chiến dịch MB84 và QT87. Chúng ta tưởng nhớ đến đồng đội, đồng chí của chúng ta trong thời gian vừa qua ốm đau do bệnh tật chất độc da cam, hôm nay không có mặt ở đây. Thôi, xin trân trọng cảm ơn, mời các em quý vị ngồi xuống. Đồng chí, trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Phong trào uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa cả nước chăm lo cho người có công, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hôm nay Đoàn Cựu chiến binh Sư đoàn 312 tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày đơn vị tham gia chiến đấu chiến dịch MB84 và mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên ngày 12 tháng 7 năm 1984, ngày 12 tháng 7 năm 2024 và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Mặt trận Vị Xuyên Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 tháng 7 năm 2019 tháng 7 năm 2024. Đêm nay tại khu du lịch Trường Xuân xinh đẹp và đầy thơ mộng, bên hồ nước gợi sóng tình với ánh đèn mờ ảo, nơi biên cương của Tổ quốc, tỉnh Hà Giang, như tô thắm thêm nghĩa tình đồng đội của chúng ta và cũng thắt chặt thêm tình cảm quân dân cả nước giữa đơn vị và bà con tỉnh Hà Giang. Về dự lễ kỷ niệm hôm nay, cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Đào Trọng Lạc, nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, người chỉ huy trận đánh ngày 12 tháng 7 năm 1984 trong chiến dịch MB84, cũng có mặt để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin mời các bạn. Tôi trân trọng giới thiệu các chị Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Vị Xuyên có mặt để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự hôm nay còn có thầy cô giáo trường bán trú xã Minh Tân, tôi định chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự hôm nay còn có các đại diện cho các ban ngành của tỉnh, đồng chí Su Su Quan tỉnh, đồng chí Lương, Hội chất độc da cam của tỉnh Hà Giang, tôi đề chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự hôm nay còn có các chị trong câu lạc bộ Sống Để Yêu Thương của thành phố Hà Nội, các chị đã chung tay có quà cho nhân dân trong chuyến đi này, và Hội Đông Y Đào Tạo đã cùng thành phố Hà Nội đã cùng chúng ta chung tay để có những quà cho nhân dân, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thái Học, trưởng ban liên lạc của mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, sư đoàn 312, và các đồng chí trong ban liên lạc của sư đoàn cũng có mặt đông đủ, tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đoàn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Lâm Đồng, đoàn Quảng Bình, đoàn Quảng Trị, đoàn Thanh Hóa 123 và đoàn Trung đoàn 165, đoàn Sóc Sơn, đoàn Tiểu đoàn Phủ Thông, đoàn Hoàn Kiếm, đoàn Dương Liễu, đoàn Nam Phủ, đoàn Hoài Đức, đoàn Tân Phú và đoàn Kim Trung, đoàn Cộng Hòa, đoàn Ninh Bình, đoàn Chí Ninh, Hải Dương, đoàn Dương Liễu, đoàn Đống Đa, đoàn Hoàn Kiếm, đoàn Thanh Mỗ. Tôi đề nghị chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, để tiếp tục theo các chương trình của chúng ta, thì tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thái Học, trưởng ban liên lạc, nên báo cáo kết quả hoạt động của chúng ta trong thời gian vừa qua. Kính thưa đồng chí đại tá Đào Trọng Lạc, nguyên
thăm phó sư đoàn 312, người chỉ huy chiến dịch MB84 của sư đoàn 312 năm 1984. Kính thưa các đồng chí trong ban liên lạc, thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, hôm nay giữa những ngày tháng 7 lịch sử mà cách đây 77 năm Bác Hồ đã ra chỉ thị và chọn ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Đây là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Và ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 40 năm ngày đơn vị chúng ta cùng các đơn vị tiến hành chiến đấu chiến dịch MB84. Đông đảo cán bộ, hội viên, cựu chiến binh sư đoàn 312, mặt trận Vị Xuyên trên cả nước, chúng ta tề tựu về Hà Giang để thăm lại chiến trường xưa và thắp nén hương tưởng niệm đồng đội thân thương của chúng ta đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên, Hà Tuyên, và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 141, sư đoàn 312 đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Lời đầu tiên, thay mặt các đồng chí trong Ban Liên lạc của sư đoàn, xin cảm ơn tất cả các đồng chí đã hưởng ứng kế hoạch của Ban Liên lạc trong chuyến đi này. Kính chúc sức khỏe tới các đồng chí và các vị khách quý luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc. Kính thưa hội nghị, trong hành trình cứu nước và giữ nước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ta đã hơn 70 năm xây dựng và chiến đấu, góp phần to lớn vào chiến thắng của dân tộc, đánh Pháp, đánh Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Lào và chống quân Trung Quốc xâm lược. Thưa toàn thể các đồng chí, tháng 4 năm 1984, khi quân Trung Quốc tấn công lấn chiếm biên giới Vị Xuyên, Hà Tuyên, sư đoàn của chúng ta được cấp trên giao nhiệm vụ cùng các đơn vị tham gia chiến dịch MB84. Cụ thể là trung đoàn 141 được tăng cường của các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến công địch ở điểm cao 1030 Xi Cà Lá thuộc xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên. Trung đoàn đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, nhanh chóng cơ động các đơn vị còn lao động xa về doanh trại, tiếp nhận lực lượng, trang bị, vũ khí được trên tăng cường, ổn định biên chế, ngày đêm huấn luyện, diễn tập, bổ sung, sẵn sàng lên đường chiến đấu. Ngày 22 tháng 6 năm 1984, chỉ huy trung đoàn, các tiểu đoàn và 4 cơ quan cùng một số bộ phận trinh sát, công binh, thông tin lên đường chuẩn bị chiến trường. Ngày 2 tháng 7 năm 1984, đội hình của trung đoàn bắt đầu cơ động lực lượng. Ngày 11 tháng 7 năm 1984, mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh đã hoàn tất. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 1984, cùng với các lực lượng trên toàn mặt trận Vị Xuyên, đơn vị chúng ta đã thực hành nổ súng tấn công địch ở 1030 và Xi Cà Lá. Mặc dù trận đánh này không thành công, nhưng chúng ta đã thể hiện được ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm của cán bộ chiến sĩ đơn vị ta. Nhiều tấm gương của cán bộ chiến sĩ được khen ngợi và đơn vị cũng rút ra nhiều bài học trong huấn luyện, tổ chức thực hành chiến đấu và chỉ huy chiến đấu. Kính thưa toàn thể hội nghị, với mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, sư đoàn của chúng ta không chỉ có MB84 mà năm 1987 sư đoàn lại được lệnh tăng cường lên cho quân khu 2 lên phòng ngự từ tháng 7 87 đến tháng 4 năm 1988 trên hướng Tây Sông Lô, từ Thanh Thủy tới Pha Hán và điểm cao 1509, chiều sâu từ cửa khẩu Thanh Thủy tới phía bắc thị xã Hà Giang thuộc huyện Vị Xuyên, Hà Tuyên. Với quyết tâm đánh thắng các đợt tấn công địch, giữ vững chân địa, sống bóng đá chết hóa đá thành bất tử, và truyền thống của sư đoàn đoàn kết anh dũng chiến thắng, chúng ta đã kiên cường giữ vững chân địa, đánh thắng nhiều cuộc lấn chiếm của quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ vẹn toàn phần đất được bàn giao, đơn vị bàn giao cho. Để làm nên chiến thắng ấy, toàn sư đoàn đã có gần 200 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh và hơn 500 đồng chí là thương binh, cũng như hậu quả để lại cho hôm nay là ốm đau, sốt rét, bệnh tật trong mỗi chúng ta. Thưa các đồng chí, nhắc lại một phần cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới như vậy để ôn lại một thời tuổi trẻ của chúng ta đã sống chiến đấu trên chiến trường ác liệt Vị Xuyên, để chúng ta và mọi người, đặc biệt là lịch sử, ghi nhận rõ hơn về những hy sinh to lớn.
việc làm của Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 312 Mặt trận Vị Xuyên toàn quốc đã được các cấp lãnh đạo của Hà Giang, Vị Xuyên và các ban liên lạc toàn quốc đánh giá cao. Ban liên lạc của chúng ta đã hai lần được ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc khen thưởng. Có những kết quả trên đây là nhờ sự chủ động, tích cực, hăng hái, dẫn dắt của các đồng chí trong ban liên lạc toàn quốc và các ban liên lạc cơ sở. Đó là sự đoàn kết, thống nhất, ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí cựu chiến binh trong toàn sư đoàn. Nhiều đồng chí đã được biểu dương khen thưởng. Thay mặt các đồng chí trong ban liên lạc, xin cảm ơn những đóng góp của các đồng chí và những cá nhân trong thời gian qua. Mong rằng thời gian tới chúng ta tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cựu chiến binh gương mẫu để xây dựng hội nghị của chúng ta ngày càng phát triển. Kính thưa hội nghị, trên đây là một số kết quả hoạt động của ban liên lạc trong thời gian qua. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng, trao cho thân nhân của các gia đình liệt sĩ có mặt hôm nay. Tôi xin thông qua như sau. Khi đến nay thì đề nghị là thân nhân của các liệt sĩ lên trên bục đẹp. Một là thân nhân của liệt sĩ Lê Văn Lãm thuộc chiến sĩ hy sinh của đại đội 1 tiểu đoàn 4 quê ở Yên Định, thân nhân liệt sĩ Lãm. Hai, thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành của tuyên 4 hy sinh trong 84. Ba, liệt sĩ thân nhân của liệt sĩ Lê Văn Thành chiến sĩ tiểu đoàn 4 hy sinh năm 1984. Kính thưa các vị đại biểu, thưa tất cả các đồng chí, đồng đội, bạn bè chiến đấu thuộc lực lượng cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên của Sư đoàn 312 thân mến. Kính thưa tất cả các vị và đại biểu, thân nhân của các gia đình liệt sĩ và bạn bè, đồng đội, bạn chiến đấu của Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 312 Mặt trận Vị Xuyên thân mến. Ban tổ chức đã giới thiệu tôi nguyên là tham mưu phó sư đoàn quyền tham mưu trưởng sư đoàn 312. Năm 1984 thì tôi được giao trọng trách chỉ huy trực tiếp lực lượng của trung đoàn 141 và các lực lượng tăng cường phối thuộc để chỉ huy cùng với đồng chí Đỗ Văn Bê là trung đoàn trưởng trung đoàn 141, đồng chí Nguyễn Xuân Nhị là phó chính trị của trung đoàn và bí thư đảng ủy. Với sự đoàn kết hợp đồng của tất cả các lực lượng trung đoàn 141, 165 các đơn vị binh chủng hợp thành thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thu hồi cao điểm 1030 Si Cà Đá và 800. Sau khi thực hiện nhiệm vụ thì tất cả bộ đội chúng ta là 3.500 cán bộ chiến sĩ tham gia ở cánh đông của Thanh Thủy đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong trận chiến sinh tử, một mất một còn với kẻ thù của chúng ta, bộ đội chúng ta đã hy sinh 66 đồng chí là liệt sĩ, trong đó có hai đồng chí là QT87 đã vĩnh viễn nằm trong đất mẹ, không trở về với gia đình, với thân, với những người thân. Hôm nay trong cái buổi gặp mặt rất đông đủ, đó là một sự kiện vô cùng trọng đại của những người lính bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên của sư đoàn 312 gồm trung đoàn 141, 165 và rất nhiều lực lượng tăng cường phối thuộc đã có mặt
đây là niềm xúc động vô cùng to lớn đối với người chỉ huy lúc đó. Hôm nay nếu có thể nói, gặp mặt ban đầu nhiều người, nhiều đồng chí, nhiều bạn, nhiều đồng đội khắp miền đất nước, từ mũi Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và đến các tỉnh Trung Bộ và miền Bắc Việt Nam có mặt hôm nay. Đây là cái điều xúc động nhất của một người chỉ huy được gặp lại đồng chí đồng đội của mình. Trong cái niềm vui và xúc động hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đại biểu, cảm ơn anh em, đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu của sư đoàn 312 và những người thân của các đồng chí liệt sĩ, bạn chiến đấu sư đoàn 312 hôm nay đã có mặt làm cho cái cuộc hội ngộ hôm nay thật xúc động, cũng rất tự hào về truyền thống đoàn kết, anh dũng, chiến thắng của sư đoàn 312. Và cuối cùng, để các vị khỏi phải nghe lâu dài, khỏi nói lai dài, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi con người hôm nay. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và đi tới tương lai lâu dài, tổ quốc ta bền vững. Lời mẹ dặn sáng tác của Xuân Trường, xin kính mời. Ra đi ngày đó gửi lại quê môi tình đau vô lòng, hẹn ngày về cưới tặng mẹ nàng dâu. Anh đi rồi mẹ thao thức đêm thâu, anh đèn quê ngóng tin từ tuyến đầu, hòa bình rồi nhưng anh không về nữa, để chẳng buồn qua khe cửa vỡ tan. Tháng bảy về nước mắt mẹ chờ mong, tuổi 20 hóa sao vàng bất tử, máu của anh thành dòng sông hoa đỏ, thấm đất làng xanh bãi mía nương dâu. Rồi mãi mãi ở đâu, mỏi mòn trông mẹ về nơi xa lắm. Lúc ra đi lời mẹ từ sâu thẳm, nhau tim buồn, con thấy mẹ tìm anh. Cảm ơn rất nhiều. Và cảm ơn cô giáo. Tháng bảy về sao nghe nhói trong tim, như dáng hình anh ra đi ngày đó, gửi lại quê mối tình đau vô ngọt, hẹn ngày về cưới tặng mẹ nàng dâu. Anh đi rồi mẹ thao thức đêm thâu, anh đèn quê ngóng tin từ tuyến đầu, hòa bình rồi nhưng anh không về nữa, để trong buồn qua khe cửa vỡ tan. Tháng bảy về nước mắt mẹ chờ mong, tuổi 20 hóa sao vàng bất tử, máu của anh thành dòng sông hoa đỏ, thấm đất làng xanh bãi miền nương dâu. Tháng bảy rồi mà anh mãi ở đâu, mỏi mòn trông mẹ về nơi xa lắm. Lúc ra đi lời mẹ từ sâu thẳm, con tim buồn, con thấy mẹ
than bay về nước mắt mẹ chờ mong. Tuổi 20 hóa sao vàng bất tử, máu của anh thành dòng sông hoa đỏ, thân đất làng xanh bãi miếng nương dâu. Than bay rồi mãi mãi ở đâu, mỏi mòn trong mẹ về nơi xa lạ. Lúc ra đi lấy mẹ từ sâu thẳm, nhói tim buồn, con thấy mẹ tìm anh. Lúc ra đi lấy mẹ từ sâu thẳm, nhói tim buồn, con thấy mẹ tìm anh. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Cảm ơn cô già nhé. Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng. Về yên biên vui chợ phiên, ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Tiền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến. Thank you.
thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mừng trời đón anh hồng tươi sáng bừng lên. Đàn hô cầu chẳng bay về trong nắng mới, ngàn chiều dân xiết tay nhau đứng quanh đàn công sản Việt Nam khối kết đoàn công đồng về. Chỉnh đốn trang phục xong. Kính thưa thủ trưởng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể du khách, để nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Đông Phú được diễn ra trang nghiêm, trang trọng, đúng quy định, thay mặt ban tổ chức, kính đề nghị thủ trưởng, quý vị đại biểu cùng toàn thể du khách thực hiện tốt một số nội dung như sau. Một là không sử dụng điện thoại di động và chuyển điện thoại di động về chế độ rung hoặc im lặng. Ở phía dưới chúng ta không quay phim chụp ảnh. Ai trừ các đồng chí trong lực lượng vũ trang mặc quân phục, đội mũ, còn lại kính đề nghị du khách chúng ta không đội mũ, không đeo kính đen trừ kính cận. Ba là trong quá trình tổ chức nghi lễ chào cờ, ban tổ chức đã chuẩn bị nhạc hát quốc ca. Nhắc đại biểu dưới trật tự. Do vậy, kính đề nghị toàn thể quý đại biểu cùng toàn thể du khách cùng hát đồng thanh to, rõ theo nhạc. Một lần nữa đề nghị đội chào cờ chúng ta trật tự để nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú diễn ra trang nghiêm, trang trọng. Một lần nữa xin thông báo lại. Sau đây tôi xin thông qua chương trình tổ chức nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú như sau.
1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Chào báo cáo cấp trên. 3. Chào cờ, hát quốc ca. 4. Kết thúc. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể du khách, cột cờ quốc gia Lũng Cú được xây dựng trên đỉnh núi Rồng, nơi biên cương địa đầu cực bắc của Tổ quốc, có độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, là di tích lịch sử cấp quốc gia, thuộc thôn Tà Vả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trải dài theo lịch sử, vị trí này đã đánh dấu chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² là biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em, thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang nói riêng. Hôm nay, trong không khí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Dưới chân cột cờ quốc gia Lũng Cú, rất vinh dự cho cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng Lũng Cú được long trọng tổ chức nghi lễ chào cờ cho đoàn công tác của báo Thanh Niên cùng toàn thể du khách thập phương đang tham quan tại cột cờ quốc gia Lũng Cú ngày hôm nay. Chủ trì nghi lễ chào cờ, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Thanh Niên, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng tham dự nghi lễ chào cờ ngày hôm nay còn có các đồng chí là phóng viên của báo Thanh Niên, cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Lũng Cú cùng toàn thể du khách thập phương đã tham quan tại cột cờ quốc gia Lũng Cú. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Hải, phó đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú lên tiếp tục điều hành nghi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Nghiêm! Tôi, Nguyễn Văn Hải, phó đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, báo cáo đồng chí tổng biên tập báo Thanh Niên, đội chào cờ, hàng ngũ đã trực tề, xin kính mời đồng chí chủ lễ chào cờ. Chào cờ! Chào! Hãy
không về, mình mẹ lặng im. Xanh
xa tít chân trời. Người thiếu nữ giạt rào tình trẻ, giáng sinh tươi đang tuổi.